Lê Dương Bảo Lâm một nách ba con, cho nhẫn kim cương cỡ đại, nhóc thì lên đồ như Rickick. Nghi sao con? Giàu quá sợ cướp vô hả con? Sợ đeo vàng mà sợ cướp nè quý vị ơi. Cỡ này thôi. Đó, hờ đất cơ. Lê Dương Bảo Lâm hạnh phúc khi có bà xã Quỳnh Quỳnh giỏi giang cùng ba nhóc tỳ đáng yêu. Sau những giờ đi quay phim, nam diễn viên đều tranh thủ thời gian ở bên cạnh các con. Anh vừa khoe loạt ảnh tất bật một nách ba con khiến khán giả thích thú. Trên trang Facebook cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải loạt ảnh hạnh phúc bên ba nhóc tỳ của mình. Nhân ngày không có lịch trình, nam diễn viên liền cho các con lên đồ xinh xắn để chụp ảnh cùng nhau. Trong khi Lê Dương Bảo Lâm mặc áo trắng thì ba con lại diện đồ tông sượt tông với màu đen. Cả ba bé đều được chuẩn bị giày riêng của mình trông rất đáng yêu. Khung ảnh Lê Dương Bảo Lâm một nách ba con khiến nhiều khán giả bật cười. Trong khi chị ba Bảo Ngọc và cậu Út Dĩ Kha được bế trên hai tay, thì chị hai Bảo Nhi đành phải leo lên lưng để ôm lấy cổ của ba. Tuy nhiên sau đó nam diễn viên mới hé lộ, hóa ra đứng phía sau bé Bảo Nhi là bà xã của anh. Quỳnh Quỳnh đang hỗ trợ chồng và các con để có được khung ảnh đẹp nhất và đảm bảo an toàn cho ái nữ. Bên cạnh đó khán giả còn đặc biệt chú ý đến hai chiếc nhẫn kim cương cỡ đại mà nam diễn viên hài đang đeo trên tay. Vì hai tay đều đang đưa về phía trước bế con nên nam diễn viên đã vô tình khoe cận cảnh hai nhẫn kim cương khủng của mình. Có khán giả còn dự đoán rằng có lẽ hai chiếc nhẫn này có giá trị phải hơn 3 tỷ đồng. Trong khi Dương Lâm có nhẫn kim cương khủng thì các nhóc tỳ cũng được đeo vàng từ bé. Có thể thấy bé Bảo Ngọc và Dĩ Kha đều đang đeo những chiếc vòng bằng vàng trên tay. Cậu con trai Út dù chỉ mới 3 tháng tuổi nhưng đã được ba mẹ sắm sửa vàng để đeo trang trí. Khán giả nhận xét rằng ba con của nam diễn viên có cuộc sống chuẩn Rickick. Trên trang cá nhân của mình, nam danh hài chia sẻ video mua quần áo tặng nghệ sĩ Ngọc Dao, vốn là tên tuổi gạo cội trong nghề. Nghệ sĩ Ngọc Dao được nhiều hậu bối tôn trọng yêu mến. Anh chàng đã mua 4 bộ đồ, anh còn tỉ mỉ lấy số đo để gửi cho xưởng may riêng. Nguyên nhân đơn giản là vì nghệ sĩ Ngọc Dao từng khen trang phục nam diễn viên mua cho mẹ ruột mặc đẹp. Nam diễn viên gốc Đồng Nai đã tinh ý nhớ lại, may riêng làm quà cho bà. Trước đó vì thấy mẹ ruột đi theo làm trợ lý cho mình cực nhọc, anh đã dẫn bà đi mua quần áo. Trước khi đạt được những thành công như bây giờ, hai vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đã chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ. Lê Dương Bảo Lâm từng nhận show với những đồng lương ít ỏi, trong khi đó vợ anh cũng tìm việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Giờ đây khi đã nổi tiếng, Lê Minh Hồ Đồng Nai luôn tìm cách bù đắp lại cho vợ và con mình bằng những món quà phụ kiện có giá trị. Tuy vẻ bề ngoài có lệ lội, nhưng anh luôn nghiêm túc và chín chắn mỗi khi dạy con mình. Chàng trai luôn tạo điều kiện cho con học thêm các môn năng khiếu để con được phát triển toàn diện. Lê Dương Bảo Lâm trở nên nổi tiếng hơn trước nhờ vào sự hài hước dí dỏm trong một chương trình thực tế. Anh từng trải lòng về những áp lực trong quá trình làm show. Có lần tôi phải nhịn đói từ sáng, thèm ăn tới mức nghĩ đến việc ăn vụng trước trong tô hủ tiếu của mấy anh quay phim. Có lần mẹ đến thăm, bèn lén đưa cho tôi một cái bánh và Lâm phải chui vào toilet ăn. Tuy nghe hơi khổ nhưng thực ra lại rất vui. Thành công của Lê Dương Bảo Lâm là điều mà bất cứ ai hoạt động nghệ thuật cũng sẽ mong ước có được. Anh ngày càng chiếm được thiện cảm, tình yêu thương của khán giả bằng sự hài hước hoạt ngôn trong mỗi lần xuất hiện của mình. Vậy nhưng Lê Dương Bảo Lâm không phải là người một bước thành sao? Anh xuất thân từ gia đình thuần nông, từng thi nhiều lần để có cơ hội vào trường sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình thi của anh Dương Lâm Đồng Nai lại rất gian nan. Trong chương trình Sao Hỏa Sao Kim, Lê Dương Bảo Lâm cho rằng một yếu tố dẫn đến việc mình trầy trật ôn thi vẫn 5 lần 7 lượt rớt là công việc ngoại hình. Sau này anh tự tìm cách thay đổi điểm chưa tốt của bản thân và từ đó nhiều cơ hội đến với mình hơn. Vất vả để bước chân vào được ngôi trường, thế nhưng khi hoàn thành tốt nghiệp diễn viên, may mắn không mỉm cười với Lê Dương Bảo Lâm, anh tiếp tục phải mưu sinh bằng một công việc khác để tìm kiếm cơ hội đến với mình. Giờ đây có thể thấy khuôn mặt Lê Dương Bảo Lâm một nách ba con nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nam diễn viên có cuộc sống viên mãn sung túc bên vợ và ba nhóc tỳ đáng yêu. Tham gia bình chọn phim và diễn viên yêu thích tại Dan Movie and TV Beat, nhận ngay cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ tại hai đêm công bố kết quả. Truy cập website dianh.net/dmtv hoặc bình chọn trên các fanpage của chương trình. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 2022. Vote online, so your style.